Xin kính chào quý vị, tôi là Quang Trương của Pháp Luật Plus.vn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại cây cầu Đồng Hoàng thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội. Đây là cây cầu độc đạo nối tổ dân phố 18 với trung tâm phường Đồng Mai. Theo ghi nhận của Pháp Luật Plus thì hàng ngày có hàng trăm đến hàng ngàn lượt người di chuyển qua đây. Nhưng hiện tại cây cầu đang bị xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ ập bất cứ lúc nào và gây nguy hiểm cho người dân. Đây là cây cầu Đồng Hoàng bắc qua sông Đáy thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội. Cây cầu có chiều dài hơn 30m nhưng chỉ rộng 1,5m, được ghép bằng những tấm thép, thanh sắt chữ Y, chữ V hàn lại với nhau và chống thẳng xuống lòng sông. Tuy nhiên, theo phản ánh từ người dân về hiện trạng của cây cầu, đang có những dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Cây cầu này có từ năm 62, 63, tức là đội cầu đường số 2 coi như là họ tạo dựng lên đây để họ đi lại qua sông. Thế mà qua bao nhiêu thật nhiều coi như là thập kỷ lắm rồi. Mà bây giờ mỗi một năm thì nước nó đầy, rau muống và các loại nó trôi vào đây thì cho đến bây giờ thì cây cầu đấy, các đồng chí nhìn thấy là nó thành hình chữ S, tức là nó lại chuẩn bị sập đến nơi rồi. Chứ nên là thực tế là cây cầu đã xuống cấp quá nhiều năm. Đấy. Do được làm từ lâu, lại liên tục ngâm trong nước nên các thanh sắt đã bị hoen rỉ. Lượng người và phương tiện qua lại hàng ngày quá đông khiến cây cầu nghiêng hẳn sang bên trái. Vào mùa mưa, nước sông dâng lên tới tận mặt cầu, khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn khi phải di chuyển thường xuyên qua đây. Và đã có nhiều không ít trường hợp gặp phải tai nạn vì cây cầu xuống cấp này. Phải đi tít lên tận cầu mới đi được, cái cầu mới đấy. Dân đây đi này còn lao cả xe xuống sông rồi còn gãy cả răng. Với thực trạng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, những người dân nơi đây mặc dù biết là nguy hiểm, nhưng vẫn phải liều mình đi qua cây cầu mỗi ngày vì mưu sinh cuộc sống.